Alo. Lô, em chào chị ạ. Bạn có thể nói qua câu hỏi của mình đi. Dạ, em và bạn gái của em yêu nhau cũng được 2 năm rồi á. Vâng. Nhưng mà gia đình cứ ngăn cản á. Vâng. Lý do của gia đình ngăn cản là sao, bạn có biết không? Thì là cô ấy nhỏ bé quá. Vâng. Chỉ vì mỗi hình thức thôi ạ. Vâng. Vâng. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia của chương trình, sẽ trò chuyện cùng với bạn nhé. Xin mời anh. Chào em. Chào anh. Yêu 2 năm rồi mà 2 năm ấy có cụ có chê không, hay là gần đến lúc mà định cưới thì mới bị chê? Em yêu nhau cũng lâu rồi nhưng mà em mới đưa bạn gái em về ra mắt rồi. À thế hả? Dạ. Cô có nhỏ thật không? Em thấy cô có nhỏ. Cô đó nhỏ xinh xinh. Đấy, nhỏ xinh xinh thì ai chả thích đúng không? Bao nhiêu cân hả? Có đến 35-40 cân không? Cô đó 43 cân này. Trời ơi, thế là đâu gì nỗi mình nhỏ quá. Em thì có lớn không? Em 1m7. Cũng bình thường, những không quá cao. Các cụ cũng bảo rồi, từ trước đến nay người đàn ông hay người chồng có cao lớn hơn người vợ một chút cũng là lẽ thường tình. Em muốn hỏi chương trình là làm sao để thuyết phục gia đình? Thứ nhất là nếu như giá như bố mẹ mà ngăn cản vì chuyện là cô này mất tư cách đạo đức, cô này có lối sống buông thả, cô này có những cái gì đấy mà thật sự nó đáng kinh khủng ấy, thì mình cần suy nghĩ lại. Nhưng cái trường hợp này là chê chỉ vì nó nhỏ, vì thật ra các cụ thì cũng nghĩ rằng là phụ nữ thì phải to to một tí thì sau này thì sinh đẻ nó cũng dễ dàng. Và cái thứ hai nữa là nếu mà nó có sức khỏe thì sau này em đỡ vất vả phải phục vụ cô ấy. Nói thế thôi nhưng mà rất nhiều người trông thì cao to lừng lững ra vậy nhưng mà cũng lại hay có bệnh có tật. Ngược lại cũng có những người phụ nữ suốt cả đời chỉ 40 cân, nhỏ nhỏ xinh xinh thôi nhưng mà lại dẻo dai. Sức khỏe người ta không tính bằng chiều cao với cân nặng mà bằng cái sức bền, sức đề kháng rồi vân vân, đúng không? Em cứ kiên trì và cho cô đi lại tiếp xúc với gia đình em nhiều hơn nữa để mình lấy những cái ưu điểm khác mình bù đi cái thấp bé nhẹ cân của mình. Ví dụ như là cô nhanh nhẹn này, ngoan ngoãn này, rất là chăm chỉ, đến nhà một cái là nhà mình có việc gì là lao xuống bếp này, thấy bố vặt lông gà xuống lại vặt lông gà giúp này, thấy mẹ quét nhà thì vào để mẹ để cho con quét. Tất cả những cái tình cảm mà để cô gây dựng dần dần đến lúc mà người ta thấy rằng là cái chuyện bé nhỏ không đáng là cái gì nữa. Đấy, thế thì anh nghĩ rằng là mình cũng chưa phải vội cưới ngay đúng không? Cũng còn có thời gian mà thuyết phục, không có nghĩa là ngồi bàn nước nói với nhau để cãi nhau rằng là con cứ lấy rồi là bố mẹ không cho cưới cũng cứ lấy, mà làm cho hỗ trợ giúp đỡ chỉ bảo cho cô cách là làm cho bố mẹ thích cô luôn về rất nhiều thứ. Thì lúc đấy chỉ còn có mỗi một cái yếu điểm là thấp bé nhẹ cân, nó sẽ bị những cái điểm mạnh nó át đi nhá. Đúng rồi. Rồi. Cảm ơn chương trình. Chào em. Cảm ơn chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, cảm ơn bạn đã điện thoại đến chương trình. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình hôm nay bằng cuộc gọi đến từ Phú Thọ. Alo. Alo ạ, em chào chương trình ạ. Vâng. Em muốn gặp chuyên gia tâm lý ạ. Vâng, trước hết bạn có thể nói cái câu hỏi của mình đi. Em là người yêu em bây giờ ạ, yêu nhau được 7 tháng rồi ạ. Vâng. Trong thời gian yêu nhau thì người yêu cũ của anh ấy thì cứ hay nhắn tin gọi điện ạ. Vâng. Anh hỏi thì anh ấy bảo là bây giờ anh ấy tỉnh rồi thì anh ấy còn nghĩa. Bây giờ anh không thể nào một lúc anh có thể quên được. Vâng. Dù sao thì cuộc tình cũ cũng cho anh nhiều kỷ niệm. Em cũng tôn trọng ý kiến của anh ấy ạ. Vâng. Nhưng rồi thời gian gần đây thì bạn ấy lại dọa tự tử ạ. Vâng. Lần trước đây cách đây 2 tháng thì bạn ấy đập đầu vào tường ạ. Vâng. Bây giờ xong đưa đi chụp ảnh, chụp X-quang thì có ảnh hưởng đến đầu ạ. Thì có uống thuốc và điều trị ở nhà rồi. Trong thời gian đấy thì anh ấy cũng an ủi động viên, thì em cũng, anh bảo là hãy thông cảm hiểu, anh ấy em cũng hiểu ạ. Vâng. Bây giờ đến bây giờ thì thời gian mà em yên bình cũng chẳng mấy ngày. Vâng. Bây giờ thì bạn ấy lại cắt cổ tay tự tử ạ. Vâng. Bây giờ em chẳng biết phải làm nào, đôi khi anh ấy bảo là anh yêu em quá. Mà bây giờ người yêu cũ thì cứ như thế, anh cũng chả biết phải làm thế nào cả. Vâng. Bây giờ giữa tình và nghĩa thì anh không biết là phải như thế nào. Vâng. Em chương trình giúp em với ạ. Vâng, tôi hiểu những băn khoăn của bạn. Tức là bây giờ hai người đã yêu nhau được 7 tháng rồi, nhưng mà cô người yêu cũ của anh ấy thì quấy rối đúng không? Và bây giờ vâng thì lại có những cái hành vi như thế làm cho bạn rất là khó xử đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia của chương trình sẽ cùng trò chuyện với bạn nhé. Vâng, xin mời. Chào em. Nghe cái câu chuyện của em cộng với một vài những cái vụ án mà ở trên mạng nói về những cái chuyện là chia tay nhau rồi nhưng vẫn còn có liên lạc với người yêu cũ, rồi là cứ giằng co rồi dẫn tới chuyện này chuyện khác, phải thấy rằng là trong cái việc này em là
nạn nhân. Anh người yêu của em, thực sự ra khi đến với em có lẽ chưa dứt khoát, hay chưa quên hẳn, hay chưa thực sự giải quyết được vấn đề cũ của mình. Và anh ấy tìm đến với em một cách vội vàng quá. Đấy là cái lỗi đầu tiên. Cái lỗi thứ hai của anh ấy chính là cứ núp dưới danh nghĩa là tình hết nhưng nghĩa còn. Nhưng người ta thừa khôn ngoan để người ta hiểu thế nào là tình và thế nào là nghĩa. Không có nghĩa rằng có người yêu rồi thỉnh thoảng lại gặp rồi lại cũng đi chơi rồi có những hành vi hành động cử chỉ quan tâm thái quá như là với người yêu, như là với trước đây hai người đã có, thì đấy không hẳn là nghĩa đâu. Em xin lỗi ngắt lời anh ạ. Nhưng mà trong thời gian yêu em thì hai người cũng không gặp nhau ạ. Chỉ có những lúc mà bạn ý suy sụp tinh thần thì gia đình bạn ý cần anh ý động viên, vì bạn ý không nghe lời ai ngoài anh ý cả. Thì anh ấy giúp thôi ạ. Thôi thế thì bây giờ thì em muốn cái gì? Anh ơi, nhiều người bảo em là tại sao nhiều người thế gian không yêu, bây giờ lại đâm đầu vào cái ngã ba thế này, em chả biết đi đường nào cả. Em bây giờ anh ấy cũng bảo là anh yêu em nhưng bây giờ biết làm thế nào cho chọn hả anh? Thật ra bây trong giờ trường thì hợp muốn của... an ủi động viên tinh thần của bạn kia nhưng mà muốn là ở bên em ạ. Để mà trọn vẹn một cách hoàn toàn thì không có nữa rồi, vì đã chót vướng vào cái mối quan hệ nó còn lằng nhằng hơi phức tạp như thế này. Và anh ấy hiện nay cũng đang phải khổ sở vì cái chuyện là ngồi bên cạnh người yêu cũ, đầu lại để đến người yêu mới, rồi có khi đến với em đang ôm hôn em thì đầu lại lo biết cô kia có đập đầu vào tường nữa không. Thế cho nên là anh ấy cũng rất là khổ. Tuy nhiên chẳng may vớ phải một cô gái có thể là yếu đuối về mặt tinh thần, không làm chủ được bản thân, cho rằng là đời mà không có cái người con trai này thì chắc là thà chết còn hơn, cho nên mới dại dột cứ dùng những cái trò đập đầu với cắt tay. Nhưng cũng phải hết sức tỉnh táo để phân tích. Có nhiều người ăn vạ, biết là dọa lần trước là mình đập đầu nghĩa là lão sợ ngay phải về với mình, lần này đã thế thì ông cắt cổ tay. Tức là khi mà đã không có đủ sức hấp dẫn để mà lôi kéo cái người kia trở lại với mình, thì cũng có một vài người dại dột là dùng cách ăn vạ, dùng cách tự làm tổn thương bản thân để kiếm trác cái lòng thương hại của phía người kia. Thôi trước mắt cứ thương hại đã, miễn là không bỏ cái cô người yêu để về bên mình đã, rồi lúc ấy sẽ tính sau chẳng hạn. Thế thì cũng phải xem là mình, mỗi con người phải có tự chịu trách nhiệm về cái cuộc sống của mình, chứ không thể... Anh ấy cũng không thể chỉ vì rằng là sợ cô ấy ăn vạ, sợ cô ấy cắt tay, sợ cô ấy thế nọ thế kia mà phải chấp nhận là yêu cô ấy hoặc lấy cô ấy. Như vậy thì sẽ tất cả mọi người cùng khổ chứ không có sung sướng gì. Anh ấy không sung sướng, anh không hạnh phúc bởi vì tình không có tình yêu mà phải lấy chỉ vì là sợ ăn vạ. Còn cô ấy ăn vạ được rồi, có thể có cướp được anh ấy trở lại bên mình, nhưng một cái xác không hồn đầu ngồi bên cạnh mình mà vẫn nghĩ người yêu thì cô cũng chẳng có hạnh phúc gì. Cái hành vi rất là dại dột. Cũng hy vọng rằng cô gái này không phải bị mắc cái chứng bệnh gì đấy về mặt tâm lý, nếu có thì phải đi điều trị điều chỉnh. Thế còn thì nếu như đây là hành vi ăn vạ cố ý thì cũng nên bừng tỉnh lại. Mà cũng không chỉ có bạn gái này mà các bạn trẻ cũng thế. Tình yêu là một thứ rất là cao đẹp, chỉ có chinh phục được chứ còn không thể giành giật, và cũng càng không thể ăn vạ mà có được. Thế còn thì trong lúc này, nếu như em và anh ấy yêu nhau thực sự có tình yêu thắm thiết thì cùng với nhau bàn cách. Thôi lúc này anh cứ để bình tĩnh đi, anh cứ không có nghĩa là về ngồi phải túc trực ở bên giường cái cô kia để mà quan tâm đâu ạ. Như thế thì cô sẽ cảm thấy là cô ấy được nhiều quá rồi sau đấy ăn vạ hơn. Từ mai đi cô bảo nếu anh ra khỏi nhà thì em lấy dao đâm vào cổ em thì lúc ấy làm sao. Cho nên là mình quan tâm nhưng không có chiều, không có chạy theo những cái gọi là đòi hỏi thái quá của anh ấy, cô ấy, đúng không? Quan tâm nhưng mà giữ đúng mực như một người bạn cũ, thỉnh thoảng có thể có cái thăm hỏi này khác, chứ đừng chăm sóc quá, nuôi dưỡng cái hy vọng ở trong đầu cô gái kia. Và còn thì nghĩ rằng là chia tay nhau để mà phải trở về với cô kia thì chắc không phải. Anh ấy cũng đang rất là bối rối. Tạm thời hai em lùi lại một bước để cho anh ấy giải quyết xong cái món nợ với lại cái người yêu cũ. Còn tình yêu mà vững bền thì sớm muộn nó cũng qua cơn sóng gió, nó lại trở lại về yên bình ấy mà nhá. Đừng thúc giục anh ấy. Trước đây ạ,
thì bạn ấy bảo với em ấy, bảo với em ấy gọi điện cho em bảo là bạn ấy có thai với anh ấy rồi. Ừ. Xong em bảo là chuyện này thì em không biết, nếu như mà để muốn làm rõ thì chỉ hỏi anh ấy thôi. Ừ. Em có nói lại với anh ấy thì anh ấy bảo là anh em nghĩ là không có, anh nghĩ là không bao giờ có chuyện đấy. Thì em cũng làm rõ chuyện đấy với bạn ấy rồi. Thời gian đấy thì đúng là không có, nhưng em không hiểu là có thể là vì níu kéo tình yêu mà bạn ấy phải làm như thế. Em cảm thấy lúc em cảm thấy yêu nhau mệt mỏi, em cũng cảm thấy chán lắm anh ạ. Ừ. Nhưng mà vì yêu anh ấy quá nên là chỉ biết động viên, an ủi và ở bên anh ấy, chia sẻ anh ấy thôi. Chứ bây giờ em chấp nhận luôn ạ. Chấp nhận để cho anh nhắn tin, để cho cô ấy gọi điện đến hỏi thăm anh ý. Trong khi hai người đó ngồi cạnh nhau, nhưng mà người yêu cũ hỏi thăm ngọt ngào với nhau thế thì người nào mà chả khó chịu anh. Ừ. Em cũng thế, nhưng mà em chấp nhận rồi ạ. Ừ. Em chả biết là em làm đúng không ạ. Em cũng, tất nhiên bây giờ em rất yêu anh ấy, em rất là tin, mà khi đã yêu thì không bao giờ có những cái nghi ngờ xấu. Tuy nhiên có lúc bình tâm lại, em cũng tự kiểm điểm lại xem một tí, xem có phải đây là bài giở trò của anh ấy. Đây là, nói thế có thể là xúc phạm tổn thương đến anh ấy, nhưng mà phân tích để em lường trước. Có những chàng trai đang rất là thắm thiết với một cô gái, và thấy phía cô gái cũng rất thắm thiết với mình, nhưng mình đang muốn định là giãn dần ra ấy, thì tạo ra những cái xì căng đan nó hơi kinh khủng, rồi những hoàn cảnh là éo le rồi vân vân, để cho bạn gái chán quá, mệt mỏi quá mà phải rút lui. Tất nhiên đây là nói để tham khảo thôi. Đấy, nó cũng có những cái trường hợp thế, chứ còn không nói là người yêu của em là nằm trong trường hợp ấy. Lúc bình tĩnh em cứ nghĩ lại xem nhé. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh Linh Đoàn. Cảm ơn bạn đã điện thoại đến chương trình. Hy vọng là hai bạn sẽ vượt qua được cái khó khăn này và gìn giữ tình yêu của mình. Vâng, chúng ta cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Phú Thọ. Câu hỏi của bạn là gì thế? Em là một cô gái trước làm cùng nhau đấy ạ. Vâng. Thì em với cô ấy thì nói chung là thương nhau mà, nói chung là cũng yêu nhau rồi, nhưng mà cũng chưa nói ra. Vâng, thì nói chung là bọn em thì cũng rất là muốn đến với nhau, nhưng mà bây giờ thì có một cái cô chủ đấy, chúng em đang làm trong một nhà tư nhân. Bây giờ thì cô ấy được quê rồi, nhưng mà chúng em làm trong một nhà tư nhân, nhưng mà cô chủ thì cô bảo là nói cho nhìn mặt cô ấy thì rất là buồn, đôi mắt thì lúc nào cũng muốn rơi lệ đấy ạ. Vâng. Nếu mà cô chủ quý em thì bảo nếu mà mày lấy nó thì rồi khổ, mà nếu cả hai đứa khổ đấy thì em bây giờ em cũng rất muốn tên này không cô ấy họ lấy rồi thì sau này hai đứa không hạnh phúc, thì em rất là lo, tức là có nên lấy với không ạ. Vâng, tức là bạn và cô bạn gái đó, hai người đều có tình cảm với nhau. Vâng ạ. Tuy nhiên thì bạn lại băn khoăn một chút là có lời khuyên của một người thứ ba là hai người nếu mà lấy nhau thì sẽ khổ đúng không ạ? Vâng ạ. Sẽ không được hạnh phúc như mong muốn. Bạn rất là đang băn khoăn là không biết là nên tiến xa hơn trong tình cảm hay là nghe lời cô chủ kia đúng không ạ? Bởi vì em cũng rất là yêu cô ấy, nên là bây giờ nếu mà mình sợ mình lấy cô ấy không thể hạnh phúc cô ấy thì cũng không thế nào được ạ. Tôi hiểu ạ. Bạn hãy chia sẻ cái tâm sự của mình với chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn nhé. Anh sẽ cho bạn một số lời khuyên, xin mời anh. Em ơi, ban nãy em có nói là cái cô chủ nhà mà cái gì mắt cô buồn đẫm lệ rơi lệ, xong cô ấy nhìn em rồi cô ấy phán một câu là nếu em mà lấy cái cô bé mà về quê rồi ấy, thì sẽ khổ đúng không? Vâng ạ. Cái cô chủ ấy bao nhiêu tuổi hả em? Cô chủ ấy năm nay cũng khoảng độ hơn 50 tuổi rồi. Thế hả? Em lo rằng là nếu mà lấy cái cô mà mình đang yêu thương thì sau này ngộ nhỡ nếu không mang lại hạnh phúc cho cô thì khổ thân cô ấy đúng không? Dạ. Ừ. Theo em thì cái gì làm đến hạnh phúc? Em thì thực sự thì em cũng rất là khó, nhưng mà nếu mà em nghĩ là nếu mà hai người yêu nhau mà cùng chung nhau những cái bước qua những cái khó khăn trong cuộc sống mà vừa thương yêu nhau vượt qua những khó khăn đấy thì là một hạnh phúc của tình yêu rồi ạ. Ừ, thế em có một cái to nhất đó là tình yêu cả hai phía mà em nói rằng em rất thương cô, rất yêu cô đúng không? Vâng ạ. Thế còn thì cái cùng nhau vượt qua bao nhiêu gian khó, nó là một chặng đường rất dài. Cái khởi đầu của mình khá tốt rồi, tức là có tình yêu rồi đến với nhau, có mong muốn được là chia sẻ với nhau. Thế còn thì không ai dám nói chắc bất cứ một điều gì. Tuy nhiên thì nếu đồng sức đồng lòng như em nói thì cũng có thể có hạnh phúc, chứ đâu có phải dựa vào một cái cô mắt buồn buồn mà cô phán vào câu mình đã lo đúng không? Có thể cô ấy nắn gân cô thử xem là em có yêu cô kia đến mức độ nào không. Với những người mà người ta yêu nhau rất là thật lòng ấy,
thì người ta nghĩ rằng cái nỗi bất hạnh lớn nhất đó là yêu nhau mà không lấy được nhau. Thế còn thì nếu mà đã yêu nhau, lấy được nhau rồi thì chẳng có cái gì là cái đáng sợ nữa. Vâng ạ. Ừ, thế với thì có lẽ là lúc mà xa cô cho nên ra người yêu nó hay nghĩ luẩn quẩn rồi là thế nọ thế kia. Mình mới nghĩ lẩn mẩn thế, chứ còn mấy bữa nữa là về Tết xong gặp cô rồi hai em có thời gian dành cho nhau đi chơi rồi nọ kia đấy. Củng cố tình cảm lên lúc ấy có thể em cái nỗi sợ vu vơ kia nó sẽ át đi đúng không? Vâng ạ. Nhân đây muốn nói thêm một điều này, ngay cả những đôi vợ chồng là bây giờ trước khi kết hôn thì thường thường người ta cũng hay đi xem số, xem bói đúng không? Đây mà nhà bà chủ này thì hay nói thường là cũng rất là mê tín ạ. Ừ, thôi. Cũng hay mê tín mà cũng rất là nói về nói chung là số hay là xem hợp tuổi cũng rất xem. Rồi. Về số thì em cũng không tin, nhưng mà về cái kiểu như là những cái lo hiện hiện thì trước mặt, tức là nhìn mặt cô ấy thì rất là buồn đấy ạ. Ừ. Thì em cũng rất là lo ạ. Thế này, anh đang nói rằng là có rất nhiều đôi mà khi trước khi kết hôn ấy, người ta cũng đều đi xem bói, ông thầy vẫn bảo là hợp nhau lắm, tốt lắm, bằng tuổi nằm rưỡi ra mà ăn, rồi hai cái tuổi này là bổ sung cho nhau, mai kia giàu lắm. Nhưng mà lấy nhau một năm, hai năm đã thấy xích mích rất lớn, xong rồi một vài năm rồi sau thì tan vỡ hạnh phúc gia đình. Vâng, thế còn thì có những đôi cũng ông thầy cũng bảo là lấy nhau thì sẽ xung khắc, một người này thì sẽ thế nọ thế kia, nhưng mà rồi người ta cũng cứ thử kiên quyết lấy nhau và rồi cũng chẳng sao làm sao cả. Nhưng cái này là cái tương lai rất là khó đoán, cho nên thường thường người ta cứ nắn gân, thường thường người ta cứ dọa bóng dọa vía những cái người mà không có kiên định lập trường ấy mà. Thế nhưng mà anh tin rằng là em không đến nỗi như thế. Ban nãy em có nói đến cái đoạn là cô bé mắt buồn, tức là cô người yêu của em hả? Vâng, vâng ạ. Ừ, em có biết làm sao đôi mắt ấy buồn không? Em thì em chỉ nghĩ ở đấy thì cái đôi mắt buồn thì chẳng qua là khi sinh ra thì người ta nó cái nó như thế thôi, chứ còn thì buồn vui thì là nó kiểu như là nếu mà cuộc sống của mình đấy thì hạnh phúc thì em thì thật cũng không tưởng như tin lắm. Em nghĩ hạnh phúc của mình thì thường là do mình thì chẳng ai sống hộ mình đấy ạ. Ừ, ôi em nói rất là hay mà rất là trúng. Thế này này, cái buồn hay cái vui ở đôi mắt ấy nó do cái phụ thuộc vào mắt người nhìn chứ không phải là ở mắt cô ấy. Có thể một chàng trai khác nhìn thấy mắt cô ấy tươi vui nhí nhảnh hồn nhiên tự tin. Thế còn trong con mắt em thấy sao mắt cô ấy buồn buồn nhưng thế? Nhưng mà cũng như là cô ấy cũng hay khóc đấy ạ. Giống như là trước làm với nhau thì có những cái chuyện gì buồn thì cô ấy kiểu cũng khóc cũng rơi lệ luôn đấy ạ. Nên là cũng rất là khó nói. Ừ, con gái buồn khóc một chút cũng dễ thương đúng không? Tuy nhiên nếu em yêu cô ấy, thương cô luôn luôn ở bên cạnh cô ấy, chia sẻ với cô rất nhiều thứ, em sẽ mang lại hạnh phúc cho cô, và đôi mắt buồn kia dần sẽ hết, sẽ trở thành đôi mắt rất là vui, rất là tự tin đúng không? Vâng. Chứ còn nếu mà mình cứ thể hiện cái lo sợ rồi thế này thế khác thì đúng là làm cho cái đôi mắt ấy buồn lại còn buồn thêm đấy. Và hy vọng rằng là dịp Tết này sẽ là cái dịp mà các em sẽ củng cố được tình cảm và khiến cho em sẽ tự tin hơn khi đến với cô ấy nhé. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đã trả lời câu hỏi vừa rồi, và cũng xin cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Yên Bái. Alo, Yên Bái đâu ạ? Dạ em đây ạ. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Em chào anh. Vâng. Em chào cả các anh chị trong chương trình Cửa Sổ Tình Yêu ạ. Dạ vâng. Thì anh cho em hỏi là em muốn hỏi về đường tình duyên của em trai em ấy. Vâng. Vâng, thì em trai của em là sinh năm 2001. Vâng. Thì em ấy cũng có quen vài ba lần bạn gái rồi, nhưng mà kiểu là đầu tiên quen nhau ấy thì là các em ấy cũng yêu nhau, quý nhau lắm. Nhưng mà sau một thời gian quen nhau chừng độ 6-7 tháng, có em thì gần một năm, thì tự nhiên thì cứ là em gái nào cũng là chủ động chia tay em ấy. Thì em muốn hỏi các anh bên chuyên gia coi như là cũng tư vấn hộ em là coi như có phải em ấy sinh năm 2001 thì là em ấy, em trai em là có duyên âm hay là do là em ấy chưa có sự nghiệp rồi thì là các em gái cứ tự chủ động bỏ em ấy ạ. Thế bây giờ thì là muốn là 2001 là phải có người yêu rồi đúng không? Là phải chuẩn bị lấy vợ đến nơi rồi đúng không? Và trong khi đó, tức là mới có 21 tuổi mà đã lo lắng như thế rồi. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 38 ạ. Lấy chồng chưa? Dạ em có rồi ạ. Ừ, thế là ngày trước thì lấy chồng, yêu một anh xong rồi lấy luôn làm chồng à? Dạ em cũng có yêu nhiều, nhưng mà kiểu là các em nông thôn ấy. Ngay bản thân bạn trước khi lấy chồng cũng yêu vài ba mối tình rồi còn gì nữa đúng không? Dạ vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh. Rồi xin chào, mình là chị hay là... Em là chị ạ. Chị cả nhé. Chị cả hả? Thế vâng. cách xa nhau cậu út đấy hả? Dạ vâng, em đấy là em chú út của em ạ. À em chú út. Rồi vâng. Nói thật chứ 21 tuổi mà nó còn trẻ con lắm, nhất là thời đại này, ra những cuối thế kỷ 20 ấy, dần dần 8X ấy, thì may ra bảo thôi 21, 22 chúng nó cũng chững chạc rồi, nó cũng đi học đại học, vừa học đại học nó
lại còn vừa đi làm thêm để nó không phải xin tiền bố mẹ. Bây giờ nhiều chàng trai 25, 27 nó còn lêu lổng, nó còn chơi nghe. Học xong đại học nó còn chả chịu đi làm, nó ở nhà nó chơi game với nó nghịch, vân vân. Thế thằng cu nhà mình thì nó làm gì, học hành gì không hay là đang làm gì? Dạ, em ấy đang làm công ty thôi ạ, nhưng mà kiểu là nhiều khi em thấy em ấy kiểu là quen vài ba bạn gái rồi thì chưa chi các bạn gái lại đã chia tay. Đầu tiên thì quen nhau thì yêu nhau lắm, vâng, mến nhau lắm, nhưng mà dần dần cứ độ một thời gian, ví dụ 5-6 tháng cái thì các bạn gái lại chủ động chia tay em ấy. Thế là em thấy yêu thì em lại xác định thực sự ấy, nhưng mà các bạn gái thì kiểu là cứ chủ định chia tay vậy, trong vài ba lần như thế thì này, em tóm thấy lại biết rồi. Cậu chồng có đẹp trai không? Nhìn người cao giáo đẹp trai ạ, mà hiền lành thật thà. Rồi cái đẹp trai cao giáo hiền lành thật thà là cái hút ban đầu, các cô gái nào cũng thích hot boy, nhưng mà không ai người ta sống với cái hot mãi được. Nếu như mà một chàng trai 21 bây giờ làm công ty tháng được 7 triệu nộp cho mẹ tiền ăn 6 triệu còn có mỗi triệu bạc, nhà chả biết làm gì, thì những cái cô gái mà khi sau khi mà làm quen với cái bạn này xong chững lại mới giật mình thấy là lại có lẽ mình lại ngưỡng ngước mắt tới những cái chàng trai 27 28, thằng anh trưởng phòng hay là cậu kỹ thuật 27 28 rồi lương giờ 18-20 triệu, lại còn đã nhà đã có thế nọ thế kia. Thế còn thì lúc mà yêu thì có thể là thấy cũng hay hay, hiền lành cao giáo đi chơi một tí, đấy là làm về phía cô gái. Còn một phía nữa mình chưa chắc là bạn con trai em trai nhà mình nó thế nào, biết đâu chồng thì thế thôi nhưng mà đần lắm cơ, chả biết nói năng gì, giao tiếp thì kém, ngồi thì cứ đỏ mặt, lần nào đi chơi gọi một cốc nước mía, hai đứa ngồi nhìn trời nhìn đất cả buổi tối thì con gái nó cũng chán. Những anh chàng nó phải nhanh nhẹn, gọi là mồm miệng đỡ tay chân, khéo léo nọ kia. Mình không đã có không có tiền thì mình phải quan tâm chăm sóc. Vâng. Nhưng mà cái đấy thì lại cũng lại cứ ngồi y ra. Thế rồi lại có cái loại nữa là nó thấy yêu 2-3 tháng rồi xong thì chả thấy làm gì. Làm gì ở đây mình phải hiểu nó làm gì đấy, đúng không? Vâng, vâng. Nó lại nghĩ là khéo thằng này, khéo hay lại là làm sao. Thế xong rồi nó nói bóng lấy gió để thấy em mình cũng hiền lành, cũng thấy chỉ muốn yêu thôi, chẳng làm gì. Thế là các cô gái bây giờ, cái nhất là các cô cũng va đập nhiều, đi công ty công teo, nó cũng tiếp xúc với nhiều đối tượng mà có thể em mình nó cứ nhạt nhạt như là cốc nước mía ấy. Khát lắm thì phải uống, chứ còn không thì chẳng gì cũng phải cốc trà sữa, nó có nhiều mùi nhiều vị, đúng không? Thứ nhất là chả có duyên âm nào nó bám về em mình đâu, có ma nó bám. Cho nên là thì là bà mẹ chồng em ấy, bà thì đi xem bói xong thì bà lại thấy thầy bảo là có duyên âm, thế thì bà em cũng lo bảo là thế, cứ thấy các em gái chủ động bỏ như này thì bà em bảo hay là nó có duyên âm mà mình chưa kiểu là chưa cắt được duyên âm cho. Thứ nhất là nó còn trẻ, thứ hai còn non, thế vậy thì hỗ trợ chị à, thế nào thế cậu đi chơi với con gái mình có bỏ tiền không, ăn uống lần đầu thì thường thế nào, mấy lần thì bắt đầu hôn nhau, thế xong rồi hôn thì làm sao, thì mình cũng phải tỏ thế. Con gái bây giờ nó cũng thích là phải quan tâm này, thì cũng chiều này, không phải là chỉ có hiền lành, chỉ có đi chở xe máy đi lòng vòng quanh khu công ty xong rồi dừng lại ở một quán trà đá thì rồi mà biết chuyện thì chả biết gì cũng sẽ chán. Mình cũng bày cho em một vài trò thôi, thì cái mẹo mình cứ suy từ bụng ta ra bụng con gái. Nhưng mà mình là người của thế kỷ trước, các con gái bây giờ là hiện đại mà, thì mình cũng tham khảo. Thứ hai nữa động viên, đặc biệt là mình là người trẻ hơn, mình phải có cái ngăn cản với bà mẹ chồng nhà mình chứ, rằng là thì ra là mà là chú ấy còn trẻ còn non, không đi đâu vớ vẩn, khéo lại bập phải cái cô lại bạo dạn quá, cô ấy mấy đời người yêu rồi xong rồi thì cũng quá chết, là cứ để cho chú ấy hưởng thụ cái đời trẻ đi đã nhá. Vâng. Rồi bà đã nghe rõ rồi chứ. Bà em thì cứ lo bảo là có thầy nói vậy có duyên âm mà, em cứ bảo vậy thì để em hỏi anh chuyên gia. Rồi thì bây giờ hỏi rồi nghe rõ rồi đúng không? Chào bạn nhé, cảm ơn anh Đình Đoàn. Alo. Alo, em đang nghe chị ơi. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Vâng, chị ơi, em muốn hỏi chị một chút là bây giờ em đang có quen một cô bạn gái. Vâng. Và cô này cô đã có hai vợ chồng. Vợ chồng thứ nhất thì là do nghịch cảnh, tức là chồng cô cặp bồ và cô bỏ. Đến vợ chồng thứ hai thì mẹ của cô ép cô lấy một người chồng bằng thứ năm của bố mình. Thì giờ bây giờ cô lại bỏ tiếp rồi, thì em muốn hỏi chị là làm thế nào để có thể lấy lại được cái tình cảm từ một người mà đã có ấn tượng xấu với hai người đàn ông từ trước. Vâng, câu hỏi của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Rồi, anh chào em. Dạ vâng, em chào anh ạ. Con trẻ không? Dạ, em 88 anh ạ. Sinh năm 88 á?
Dạ vâng ạ. Ồ. Cái cô hai lần đó là bao nhiêu tuổi rồi? Có mấy con? Cái cô hai lần đó là cô sinh năm 90 anh. Ủa, sinh năm 90 mà đã hai lần đò, sao đò, dạ vâng, đò ngắn thế? Dạ vâng. Hai em với cô bây giờ có làm cùng nhau gần gũi như thế nào? Tức là em thì đầu tiên là em thì em với cô làm cách xa nhau rất nhiều ạ. Tầm khoảng hơn 20 cây thôi ạ. Khác huyện nữa thì là bọn em gặp nhau cũng là do tình cờ thôi. Thế thì em cũng đem lòng yêu cô đó. Thế nhưng mà đến khi mà em qua một thời gian tiếp xúc thì cô đi, cô nói thật ra là em đã như vậy rồi và bây giờ em rất sợ. Những lúc là tất cả các chàng trai khác đặt tình cảm thì em rất là hốt. Em không còn tin bất kỳ một người nam giới nào khác cả. Đúng rồi, cô nói cũng có một phần đúng. Bởi vì người ta nói là con chim trúng đạn sợ làn cây cong. Hai lần sợ quá rồi, đàn ông kinh quá rồi. Bây giờ lại một cái bạn lại che trẻ, lại chưa từng có vợ thế này, mà nó lại bảo nó yêu mình, chả biết nó có yêu thật hay nó yêu giả vờ, nó lừa mình để nó ABC sau đấy thì nó lại bỏ mình chứ. Đàn ông làm gì lại có cái thằng lại tốt như thế, khi mà mình nói mình có hai đời chồng rồi mà nó vẫn cứ còn yêu. Đó. À, người ta cũng đặt dấu hỏi, cũng nghi ngờ. Bởi vì thực tế trong cuộc sống rất nhiều chàng trai có thể là đem lòng yêu thương cô gái, nhưng mà khi chỉ cần cô nói rằng là anh em đã có một đời chồng, một thứ nhất chưa nói hai, thì đã tìm cách bỏ chạy. Cho nên là cô ấy chưa thể tin ngay cũng đúng thôi. Tuy nhiên thì trái tim phụ nữ cũng dễ rung động với cái kiên trì, kiên cường, cái chân thành. Cần có thời gian. Tuy nhiên thì anh lại không lo cái chuyện em chinh phục cô ấy, mà anh hơi lo một chút rằng khi em nói với gia đình em, tất nhiên nếu em yêu cô nhận lời sẽ về phải ra mắt gia đình, sẽ giới thiệu. Rồi khi người ta biết rằng cô ấy tận hai đời chồng, một cái đời nó đi cặp bồ, một cái đời thì một cái ông già. Thế bây giờ lấy đến em thì liệu rằng nó có ảnh hưởng gì đến cái cuộc sống tâm lý của hai người không? Khi bây giờ em còn trẻ, em rất yêu cô ấy thì em có thể cho qua. Nhưng mà rồi trong cuộc sống không ai có thể nói trước được điều gì. Mỗi lần sau này vợ chồng có cãi nhau xích mích, cô có mặt nặng mày nhẹ. Em lại nghĩ rằng em thiệt thòi, rồi em lại bảo với cô rằng là tôi là giai tơ, tôi đã phải lấy đến cô hai đời chồng, cô xem lại cô đi, hay là cô lại đang ngẩn ngơ nghĩ đến thằng già, vân vân, ví dụ như thế. Thì rồi nó rất phức tạp đấy. Những cái cuộc hôn nhân giữa những người mà đã từng có một gia đình và một cái người chưa có gì, nó cũng hay thế lắm. Kể cả những cô gái còn trẻ lấy một anh có đời vợ mà anh chỉ cần sao nhãng tí, hay là anh vẫn tiếc vợ cũ của anh, hay là anh lại đến gặp cô ấy rồi. Rất là khó chịu. Thế thì cùng một lúc bây giờ em phải có mấy việc. Một là chinh phục cô ấy, hai là kiểm nghiệm lòng mình. Vì lúc bây giờ em đang say nắng thì em có thể bỏ qua rất nhiều. Nhưng mà hãy nhớ rằng là lấy nhau rồi sẽ ở với nhau cả một đời, rồi sẽ còn nhiều thứ khác mà quá khứ của một con người không thể dễ dàng xóa sạch được đâu. Nó ít nhiều vẫn để lại bóng dáng ở trong đầu người ta. Thế rồi được hai cái việc ấy, chinh phục được cô rồi mình thì cũng thanh thản rồi, thì lúc đấy thì nghĩ đến cái chuyện rằng là với bố mẹ thì trình bày thưa thốt ra làm sao để mà được cái sự ủng hộ. Tất nhiên là kể cả bố mẹ có ngăn cản mà các em quyết tâm thì cũng không làm sao, vì về mặt luật pháp thì không sao cả, nhưng mà cũng muốn là nó được thuận tình, nó được xuôi chèo mát mái ở mọi khía cạnh, đúng không? Vâng, bây giờ em hỏi anh là thế vậy thì bây giờ làm thế nào để mình cần lấy lại tình cảm được với cô ấy, để cho cô ấy tin vào tất cả những người nam giới? Em ơi, cô rất là hốt rồi. Mưa dầm thấm lâu, tăng cường đi lại, quan tâm đến nhà chơi, rủ đi đây đi đó. Lễ ngày Tết, Chủ nhật, Chủ nhất đến chơi nhà như là người thân trong gia đình. Có cơm thì ăn, có việc thì làm, nó thân tình. Và cô nhận ngay rằng đây là một người thật sự đàng hoàng và yêu thật thì mới thám thế. Chứ còn nếu mà chỉ thậm thụt rồi là nhắn tin hẹn ở gốc cây đa, rồi lại xa sang cây bàng rồi là, thì cô sẽ không tin. Cô nghĩ là một chàng trai mới lớn chắc lại muốn vớ vẩn như là cái đám trai mới lớn thôi. Thế còn đây mình rất đàng hoàng đến, kể cả những hôm mà cô không có ở nhà hoặc cô bận đi đâu, mình đến chơi với này, người nhà. Mỗi người một câu vun vào, ô cái thằng này nó tử tế thật đấy, không nhận nó ABC thì cứ người này một câu, người kia một câu, cộng với này cái sự đi lại của mình, là rồi cô sẽ đến một lúc nào đó sẽ hồi sinh lại, sẽ bớt ác cảm đi với đàn ông. Nghĩ rằng là như đấy là một mặt, tôi một mặt nữa là cũng em cần có thời gian để em kiểm lại cái tình cảm thực sự của em một chút. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho bạn sẽ có được người mà mình yêu thương.